Có những cái đài tin tức của Mỹ rất là hay trong nước, Fox News, CNN. Thì trong những ngày gần đây thì anh chị các bạn thấy có một cái người đàn ông này, có một người ông này ông ghét cái đảng Dân Chủ. Ông gửi những cái mà device, những cái mà nó có tính cách giống như là thuốc nổ á. Ông gửi rồi cho mấy cái tụi mà bên cái đảng Dân Chủ, mấy cái ông bầu ba mà ông Clinton, bà Clinton đồ á, nó gửi ông ta ông này ông gửi rất là nhiều. Các bạn biết ông gửi bằng những đường bưu điện, ông nghĩ là sẽ không ai biết hết. Mà tụi FBI nó lục ra, các bạn biết nó mò, nó tìm ra và nó bắt được ông này hôm hôm qua. Các bạn biết nó bắt được rồi, bây giờ là nó có thể kêu án ông này tới 58 năm tù. Các bạn thấy luật pháp của Mỹ không? Nó không phải giống như Việt Nam các bạn nghĩ đâu. Tôi nói cho các bạn biết, ở bên Mỹ hù dọa hay lợi dụng mà quyền lực. Chào, xin chào Hồ. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Luật pháp bên Mỹ là không có đùa giỡn được. Chỉ có trong Việt Nam mình thôi. Các bạn biết các bạn đang sống ở trong một cái quốc gia có một cái luật pháp rất rất là gọi là mềm dẻo, một cái luật pháp gọi là nó rất là được 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 nhân đạo và được ưu đãi mà các bạn không nhìn thấy. Tôi đưa cho các bạn thấy về vấn đề mà luật pháp ở bên Mỹ. Mở tin tức ra mấy hôm nay nó rất là nóng bỏng. Đấy. Thì nó bắt được ông này, các bạn thấy là đụng vô luật pháp Mỹ mà. Tụi mật vụ và an ninh Mỹ nó chặt chẽ lắm, nó rất là hay, không có muốn rìu qua mắt thợ đó được. Lên mạng mà kiểu mà xạo xạo kiếm gạo mà ăn là cũng chết chứ không phải giỡn. Chào Khánh Hòa, các bạn thấy một cái quốc gia tư bản, một cái quốc gia mà những thành phần mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ lúc nào nó cũng kêu gào là Việt Nam không có tự do, dân chủ, nhân quyền, mà các bạn thấy nó luôn nằm trong một cái khuôn khổ pháp luật hết. Đụng vô mà hăm dọa người này, hăm dọa người kia, mà không có, hay là mình lên mạng mà mình sử dụng cái mạng cũng vậy, mình nói những cái sự việc mà nó ảnh hại, nó làm ảnh hưởng tới cái cộng đồng xã hội, nó làm ảnh hưởng đến vấn đề mà an ninh đó, là cảnh sát mật vụ FBI nó sờ gái liền. Nó đâu phải đơn giản đâu, nó không phải đơn giản. Trên lúc nào tôi ngồi trên xe tôi cũng nghe tin tức để mình biết những cái sự việc gì nó xảy ra hàng ngày chung bên ta. Thì chào anh Đỗ On, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thì Lợi Minh chia sẻ cho anh chị em các bạn thấy hàng ngày ở bên đất cái xã hội Mỹ đó nó như thế nào, nó đều nằm trong một cái khuôn khổ pháp luật, giống như cái con mắm mà mẹ nắm đó. Các bạn thấy con mắm đó, tôi thấy ông nhà nước mình rất là hay, mà tại sao lại đưa cái con nhỏ đó nó qua bên tận bên Texas. Ở Việt Nam thì nó đi biểu tình về vấn đề mà ô nhiễm môi trường Formosa, mà ông nhà nước mình mấy bữa nay không ra, tôi mới suy nghĩ ra cái trung tâm Formosa, cái nhà máy Formosa ở bên Texas rất là lớn. Tôi đố giá mà nó dám xuống đó mà nó đi biểu tình, hay là nó viết blog mà nó phản đối Formosa, hay là nó làm những cái gì mà ảnh hưởng đến quyền lợi của quốc gia nước Mỹ là nó dân vô dách. Nó thấy rất là lạ. Bởi vì ở trong nước giết giết bà đầm bậy đầm bạ, rồi khi mà bị phạm luật rồi khóc lóc, thằng Mỹ nó nói mày chị không được, mày đưa đây tao cho tao, qua đây tao chị. Các bạn thấy hay không? Rất là hay, rất là hay. Thì vấn đề mà mô hình xã hội an ninh ở bên Mỹ, anh chị em các bạn biết mạng internet xã hội đủ vậy, nó quán xuyến chặt chẽ lắm chứ không phải như Việt Nam mình đâu. Đấy, không phải lên mạng muốn nói gì nói tầm bậy tầm bạ mà ảnh hưởng tới vấn đề mà danh dự của người khác cũng vậy, là mệt lắm, rất là phiền phức. Đụng vô luật pháp Mỹ rồi nó vừa tốn kém mà nó vừa phiền phức. Cho nên người Mỹ các bạn biết cái họ làm họ sống đó, họ họ thượng tôn pháp luật và họ biết cái pháp luật nó rất là, nó răn đe rất là mạnh, cho nên họ làm cái gì cũng vậy, làm sao cho nó đúng pháp luật.
và nó không có vi phạm pháp luật. Họ thực thi rất là, phải nói là nó đâu ra đó. Mà nói như vậy không có nghĩa là người ta không phạm lỗi gì, như con người mà nhân vô hợp toàn mà, nhiều khi họ cũng bị vấp phạm những cái lỗi lầm trong cái luật pháp, nhưng mà nó vẫn nghiêm minh trừng trị, chứ không có cái kiểu mà xin xỏ hay là móc tiền ra chung chi rồi để đặng mà cho nó qua, nó không có mấy cái vụ đó. Các bạn thấy nước Mỹ vấn đề luật pháp của nó là như vậy. Thì tôi chia sẻ để anh chị em các bạn nắm rõ hiểu hơn về vấn đề luật pháp, mà những cái thành phần chống cộng cực đoan ở bên Mỹ lúc nào nó cũng cho anh chị em các bạn một cái bánh vẽ rất là đẹp đấy. Nhiều khi nó lên mạng nó xuyên tạc Việt Nam thế này thế nọ, mà trong khi đó cái quốc gia sở tại tụi nó sống thì nó hoàn toàn khác ngược lại. Chào Hoàng Hoàng Lê Văn, các bạn thấy đó. Thì tôi nói về vấn đề mà an ninh xã hội, mà bên cạnh đó các bạn biết về vấn đề mà Facebook á, hàng Mỹ nó có cái bộ an ninh của nó, cái bộ an ninh của nó cũng có Facebook nữa, nó gọi là Homeland Security. Mà các bạn biết tụi FBI mật vụ Mỹ rồi nó cũng có Facebook, nó sử dụng Facebook rất là chặt chẽ. Bởi vậy có nhiều cái vụ án mà những cái chuyện mà nó đem ra tòa nó xét xử đó, nó sử dụng Facebook, nó lên đó nó có thể đi điều tra những vấn đề mà tội phạm hình sự, tội phạm quốc tế ở trên Facebook. Nếu không phải như Việt Nam mình đâu các bạn. Tôi chỉ mong rằng cái luật an ninh mạng ra đời để nó đi vào trong thực thi, và để không bị người ta lạm dụng lên trên này. Họ mạnh ai nấy muốn nói gì nói, mạnh ai nấy muốn làm gì làm, mạnh ai muốn xưng hùng xưng bá, phải nói là rất là loạn, vô cùng loạn. Nhiều khi tôi nhìn tôi thấy nó làm sao đi á, nhìn thấy một số người ở trong nước mà họ sử dụng cái mạng xã hội nó không có được đúng mức á, nó gây ra những cái nan đề, phải nói là rất là tiếc. Thì tôi chia sẻ anh chị các bạn về vấn đề mà an ninh và xã hội nó sự khác biệt với Việt Nam và Mỹ. Thì bây giờ tôi chia sẻ với anh chị các bạn về vấn đề nghị quyết 36. Các bạn biết cái nghị quyết 36 ra đời của Việt Nam mình rất là hay. Đó là một cái nghị quyết kêu gọi kiều bào trở về với quê hương, với đất nước để cùng nhau xây dựng cái đất nước ngày một nó phồn thịnh hơn. Tại vì kiều bào nó là một cái gạch nối cho một cái đất nước Việt Nam mình để tiếp cận với lại cái cộng đồng thế giới bên ngoài, nhất là những cái quốc gia phát triển. Các bạn nhớ rằng cái nghị quyết 36 Việt Nam mình, chủ trương của nhà nước là kêu gọi kiều bào, những người mà họ có những cái tầm nhìn vĩ mô về với quê hương dân tộc, những cái thành phần mà gọi là trí thức nhân sĩ, hay là những thành phần mà họ có tấm lòng với quê hương đấy. Họ đem cái chất xám và cái đồng ngoại tệ trở về với quê hương. Không phải Việt Nam mình là một quốc gia đầu tiên sử dụng cái nghị quyết 36 áp dụng cái chính sách gọi là kêu gọi kiều bào trở về với quê hương. Nhiều nhiều quốc gia trên thế giới này, các bạn biết như Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Malaysia, Nam Dương, Indonesia, những cái quốc nhiều rất nhiều quốc gia mà những cái dân tộc của họ họ đi khắp mọi nơi trên thế giới. Đấy. Và khi đất nước của họ cần và họ cái chính phủ đó họ thấy được cái tiềm năng và cái tiềm lực, họ kêu gọi những bà con, những kiều bào của quốc gia họ đó trở về để làm mà xây dựng cái quốc gia của họ. Bởi vì trong các bạn thấy trong cái thời kỳ mà đất nước Trung Quốc mà họ có được như ngày hôm nay đó, là cái chính sách kiều bào được ưu đãi của Trung Quốc đó rất là tốt, rất là hữu hiệu. Họ kêu gọi được rất là nhiều những trí thức nhân sĩ, những nhà khoa học trở về với quê hương của họ để đặng mà xây dựng cái đất nước Trung Quốc mà họ có được như ngày hôm nay. Tôi nói các bạn, ngay cả hàng Do Thái cũng vậy. Các bạn thấy Do Thái khi sau khi họ lập quốc và họ cũng kêu gọi những người Do Thái khắp cộng đồng thế giới trở về với xây dựng
cái quốc gia Do Thái. Các bạn thấy Do Thái mà họ có được cái sự hùng mạnh ngày hôm nay là cũng nhờ những cái nhân sĩ, những người mà họ sống tha thương bao nhiêu năm trời, và họ quay trở về với quốc gia của họ. Việt Nam mình ngày hôm nay là mình là chỉ một cái quốc gia chỉ mới áp dụng đây thôi, và cái nghị quyết 36 nó bị xuyên tạc, nó bị những các thế lực thù địch nó xuyên tạc, nó chống phá, nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó làm lệch cái hướng đi. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy là bà con kiều bào họ bắt đầu họ có những cái tầm nhìn rất là vĩ mô, và họ bắt đầu quay trở về Việt Nam rất rất là nhiều. Các anh chị các bạn thấy cái đồng vốn và cái đồng ngoại tệ của bà con kiều bào đang đổ về Việt Nam ngày một nhiều hơn, ngày một rất là mạnh. Ngay cả kiều hối tăng hàng năm, các bạn biết chính thức hiện nay đã gần 14 tỷ đô la rồi. Con số đó đối với Việt Nam mình không phải là nhỏ. Anh chị các bạn biết đối với một cái quốc gia, một cái đất nước mới phát triển, hơn 14 tỷ đô la không phải là một cái số tiền nhỏ đâu. Đó. Và nó còn tăng mạnh. Đấy, các bạn thấy hàng năm như những ngày Tết Nguyên Đán, bà con kiều bào ầm ầm ào ào kéo về những cái lượt lần lượt trong những ngày mà Tết Nguyên Đán, các bạn thấy cái số lượng bà con kiều bào có những năm đạt lên mức gần 200.000 người. Đó là những cái thành quả của nghị quyết 36. Cho nên những thành phần nào mà có ý đồ xuyên tạc nghị quyết 36 làm ảnh hưởng tới công cuộc đổi mới đất nước, tôi lên án những thành phần đó. Đó là những cái sự sai lầm, kém hiểu biết mà họ không nhìn thấy được. Các bạn thấy những cái chuyến máy bay của bà con kiều bào hiện nay về với quê hương rất là nhiều. Đấy, những cái năm tháng đầu thì họ còn nghi ngờ, họ còn chưa có cảm thấy an toàn về cái sự thay đổi của đất nước. Mà gần đây thì tôi thấy rằng những cái người kiều bào ngày một họ cảm thấy rất là tin tưởng vào cái vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam mình hiện nay, họ vô cùng tin tưởng. Cho nên các bạn biết hàng năm Nhà nước Việt Nam mình có những cái hội kiều bào, những cái hội kiều bào ở khắp mọi nơi về với quê hương để họ nhìn thấy cái sự đổi mới và phát triển. Đây là những cái bước đi rất là tuyệt vời. Thì trong cái công cuộc đổi mới xây dựng phát triển đất nước, bà con ở hải ngoại luôn luôn là một cái bộ phận. Như Đảng và Nhà nước Việt Nam mình đưa ra cái nghị quyết 36 đó, các bạn thấy đó, không thể tách rời khỏi quê hương. Đến một cái nguồn ngoại tệ và một cái chất xám rất là mạnh. Đây. Cái tinh thần nghị quyết 36 phải nói là rất là tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất là tự tin vào cái nghị quyết 36 của Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa ra. Ngày càng một được sự hưởng ứng rất là mạnh mẽ của bà con kiều bào khắp năm châu. Thì trong tương lai tôi thấy rằng những cái thành phần mà gọi là trí thức, hiểu biết và những người mà họ yêu nước, họ sẽ cùng nhau quay trở về với quê hương. Thì cũng nhân dịp này tôi kêu gọi anh chị em các bạn là những người kiều bào đang sống ở bên Mỹ hay là trên khắp mọi nơi thế giới, chúng ta cùng nhau về với quê hương trong cái công cuộc đổi mới hiện nay. Cái cơ hội làm ăn kinh doanh phát triển đất nước hiện nay Việt Nam còn rất là nhiều, không nên bỏ qua những cái cơ hội đó. Nhất là bà con kiều bào hiện nay đang có một cái đồng ngoại tệ, nó có cái giá trị, nó còn cái giá trị rất là lớn ở tại Việt Nam. Cho nên chúng ta cần phải lợi dụng cái cơ hội này để trở về với quê hương, xây dựng và phát triển đất nước. Hello, đang live bị điện thoại, anh ra xin lỗi. Không biết có bị điện thoại nữa không? Thì tôi thấy rằng kêu gọi anh chị em các bạn kiều bào là những người có cái